Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá, 6 tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều điểm sáng xuất hiện từ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm từ cơ sở đến thành phố để phát huy nhân rộng, đồng thời chỉ ra những điểm mờ, những hạn chế trì trệ cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Giải ngân cái đầu tư công chúng ta còn tiến độ chậm, mà nó trong bối cảnh hiện nay nó trở thành một cái động lực rất quan trọng, đề nghị các đồng chí hết sức quan tâm. Trách nhiệm của ai và Hội đồng Nhân dân với mặt trận tiếp tục giám sát. Thứ hai là cái tháo gỡ vướng mắc trên nhiều lĩnh vực đối với doanh nghiệp và người dân. Chúng ta làm có kết quả như báo cáo của các đồng chí đấy, nhưng mà vẫn còn. Cũng khó mà có thể giải quyết trong một thời gian ngắn nhất, nhưng ít ra chúng ta nỗ lực hết sức để cho, nghĩa là nó tháo gỡ nhẹ bớt đi những vấn đề sắp thứ tự ưu tiên để chúng ta giải quyết. Nên theo cái quan điểm là chính quyền cùng với người dân và doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, chứ không phải theo quan điểm là giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, cho người dân. Thứ ba là cái nhóm quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch. Ở giờ này vẫn còn một số cái chưa đạt theo yêu cầu, có nhiều lý do, nhưng phải nỗ lực tiếp tục trong thời gian tới. Còn một số nơi kết quả giám sát gửi đến các đồng chí mà không thấy trả lời hồi âm, thì tôi đề nghị là báo cáo chính xác cái này gửi về thường trực thành ủy để xem các đồng chí xử lý cái kiểu gì và tại sao chưa trả lời. Thì đề nghị mặt trận, chủ tịch mặt trận và đoàn giám sát gửi thông tin về cụ thể để chúng ta có cái kiểm tra tiếp để xử lý. Nhấn mạnh việc triển khai nghị quyết 98 cùng triển khai thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố thực hiện sứ mệnh của mình trong thời gian tới, chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn thách thức. Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp chặt chẽ ở các cấp, các ngành. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm hết sức mình để đạt kết quả tốt nhất. Ban chấp hành đảng bộ thành phố luôn đặt niềm tin vào tinh thần đoàn kết, ý chí nỗ lực, quyết tâm, ý thức tổ chức kỷ luật của hệ thống chính trị. Sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp. Chúng ta sẽ tập trung dồn lực để đưa nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, nghị quyết 98 của Quốc hội nhanh chóng đi vào cuộc sống. Trong bối cảnh này thì chúng ta đều phải hết sức bình tĩnh trước mọi tác động từ bên ngoài, vững vàng trước mọi thử thách, bản lĩnh trước mọi quyết định của mình, để chúng ta sớm tạo một bước đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới, theo mong đợi của đảng và của nhân dân. Hội nghị cũng đã thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa 11.